Ôm chật nắng nồi này. Bỏ ra ra em nè, ôm nắng quá. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Linh TV đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái clip tiếp theo. Mình sẽ làm một cốc nước cam ép siêu to khổng lồ nha. Đấy, nước cam ép đường đá siêu to khổng lồ nha. Đây, mình đã chuẩn bị cái cốc này. Đấy, mọi clip trước ấy thì mọi người có comment bảo là thế tại sao không làm ra cốc lại cần làm ra chậu. Thì clip lâu lâu rồi ấy, mình có làm cái một cốc sữa, một cốc trà sữa trân châu dâu tây ấy, thì làm ra cái cốc này. Nhưng mà cái này mình làm bằng nhựa BK nhá, thì đang làm nó bị vỡ mất. Thì khi nó vỡ thì chỉ còn được nửa cái cốc nước này thôi. Thì mình đã bỏ cái cốc này lâu lắm rồi, mình không dùng đến bởi vì nó bị vỡ rồi mà. Thì giờ mình mới đi làm cái cốc mới này nhá. Mình làm bằng cái kính thủy lực này. Đấy, hôm nay mình mới được cái cốc này. Hôm nay mình làm triển khai luôn cái cốc nước cam ép đường đá siêu to khổng lồ nha. Đấy, mình đã chuẩn bị đây, một mâm cam đầy này. Mình đã mua 30kg cam nhá, và chuẩn bị 5kg đường này mọi người này. Đấy, mình mua cả cái vắt nước cam luôn này. Đấy, xong mình vắt đây cho nhanh chứ bóp nó lâu lắm mọi người à, mất vệ sinh. Mình chuẩn bị 4 túi đá này. Xong mình vắt cam xong mình cho đường và mình quấy nó lên, xong mình cho đá nhé. Giờ mình đi vắt cam nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, giờ mình bổ cam nhé. Có khi là cái đá này mình vẫn đút tạm vào tủ ấy nhá. Tí mình vắt cam xong mình bỏ ra, giờ để đây nó chảy hết mọi người à. Đấy mọi người ơi, mình đã cất đá vào tủ xong rồi nhá. Giờ mình đi vắt cam đây. Có cái này vắt kiện lắm mọi người à. Vắt kẹt lắm, mình đấy chậu mình để vỏ vào nhá. Đấy mọi người nhìn cái cam ngon không này đấy, vàng ươm luôn nhá. Mùa hè nắng nực này mà được cái cốc nước cam vắt đường đá này chắc là mát lắm mọi người à. Mọi người thấy mình làm clip này hay và ý nghĩa cho một mình, xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Mình vắt chưa đầy 2 quả đã gắn được 1 bát nước rồi đấy. Cam này nắm nước lắm mọi người à. Mọi người ơi, vắt này nâu gớm ý, tận 30 cân cam bao giờ hết. Có khi mình phải kiếm đi cái ghế mình ngồi rồi. Vắt này phải mấy tiếng mới xong đấy. Đấy, phải kiếm đi cái ghế ngồi mọi người à. Đẩy quá rồi. Mọi người ơi, mình chút bát đầu tiên vào đây nhé. Đấy. Đấy. Cam vắt ngon chưa mọi người ơi? Tí nữa mình cho đường với lại đá vào chắc là uống ngon lắm này. Đấy, mọi người ơi, sau 2 tiếng đồng hồ mình đã nỗ lực vắt 30kg cam vào cốc rồi nha. Giờ còn mấy quả đây mình bỏ ra, mình cắt mỏng xong mình cho vào cốc nha. Đấy. Mình cắt mỏng này thôi, mình cho vào cốc tạo cái nhìn nó bắt mắt mọi người à. Mọi người ơi, mình đã cắt mỏng ra rồi nha, rồi mình chút vào cốc nha. Rồi mình cắt đường vào nha mọi người ơi. Thank you.
Mọi người ơi, mình cho hết 5 gói đường vào đây rồi nha. Giờ mình quấy lên cho nó nõa nhé. Ngon lắm mọi người ạ. Giờ mình cho đá vào nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, giờ mình cho đá vào nha. Vừa nãy là mình định cho 4 túi cơ, nhưng mà cái cốc nước nó gần đầy rồi. Thứ hai nữa là toàn các cháu nhỏ uống nhiều đá nó không được tốt cho sức khỏe lắm. Người ơi, mình cho đá điếc vào xong nhá. Mình thưởng thức một cốc trước đấy, gọi con cháu ra để thưởng thức nhá. Chứ thì quên, mình mời mọi người dùng nước cam đấy nhá. Ui ôi, mát và thơm ngọt quá. Em ơi, các con các cháu vào để thưởng thức đi. Ôi, múc con cốc. Này cốc ơi, bà múc cho. Cho con mừng cảm. Ừ, này con. Mời người uống nha. Nè, này con. Ngon. Này con. Này con đây. Này con. Mát rợi. Ngon. Đây này. Này, bác ra cho bố hai cốc. Mát rợi. Hai cốc liền ư? Này. Đi mua gỗ về nào, nắng nồi nào này. Cho bố mày cốc nữa. Ngon. Này con. Cam vắt đây mà. Này. Con cháu nào chưa được không? Tao cạo gần hết rồi. Mời tất cả mọi người nha. Mang ra cho em đứng ở xe máy kia. Uống đi con, nước cam ơi. Em sẽ đệ lên xe máy. Ừ, ôi. Đây. Chảy mát này mà. Cam đi uống đi. Mà uống là công nước ở đây mát này. Con công nữa. Đang nóng nấu được bữa cơm tất cả mồ hôi sau này được cảm cốc cảm vách là tranh đổ đá đi. Đây con tính căng rồi. Này em ơi, nằm cốc nước đi em ơi. Ôm chật nắng nồi này. Bỏ ra ra em nè, ôm nắng quá. Ít đá quá thì các cháu nhỏ này không uống được nhiều đá. Đây con ơi. Này con. Đây, con đưa cho bác cái kia làm cốc nước cam. Bác thưởng thức xem là có mát không. Mát có mát, ít đá. Tại vì nào đang nóng. Toàn các cháu nhỏ nó không được dùng đá nhiều. Mình ưu tiên các cháu nhỏ trước. Ấy mọi người ơi, các cháu đã thưởng thức mỗi cháu một hai cốc rồi. Ai cũng khen mát và ngon giờ. Vẫn còn đây cho mỗi bác hàng xóm mang về uống thưởng thức cái cam bắt của mình nhá. Đấy. Rồi bác. Ui, này. Đó đưa mẹ múc cho. Đó đây đưa. Chú, hết rồi. Này con.
5 độ. Ôm. Quá ngon. Đấy mọi người ơi, cái này là mình làm cốc nước cam vắt đường đá siêu to khổng lồ nha. Đấy, đã thành công, ai uống cũng khen ngon và người ta gọi là thơm ngon đến giọt cuối cùng đấy. Chỉ còn một ít ở dưới đáy thôi nhá. Thì có thể tí nữa là ai mà đi làm hoặc là đi đồng về qua đây là mình mời uống nốt nhá. Giờ video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người mà thấy mình làm cái video này ngon và hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Giờ tạm biệt mọi người nha. Bye bye.